cho 40ml sôi vào một bó thuốc, pha nó sền sệt như này. 40ml nước nha mọi người, 40ml nước mình cứ đổ 20ml này. Xong rồi nó còn đặc thì cho 30ml này. Xong nó vẫn còn đặc thì cho 40ml, nó bằng như thế này này. Nó sền sệt kiểu như thế này này, là được này, là chuẩn nhất này. Quấy đều lên, quấy đều lên. Đó. Đó, như thế này nha mọi người, ngon chưa? Chứ các bạn mà cho nhiều ml nước quá, nhiều nước sôi quá thì nó loãng ấy, nó sẽ rơi rớt hết ra da đầu và ra mặt. Thì nó phí đi mà lại cái độ bền nó lại không chuẩn nha các bạn. Chuẩn mực này 40ml nước. Nên mình trải màu nâu cho cô. Anh em mấy cái sự kiện đấy ấy, là có trong hội trường chỉ có 300 người thôi. Nhưng mà may mắn cái là 300 người đấy toàn là các cô bác kiểu những người cao tuổi. Mà các hội trường đấy là giặc của một cái anh giám đốc mà anh ấy thuê, xong rồi anh chuyên bán hàng của anh công ty sâm ấy, sâm Hàn Quốc ấy chị. Mà sâm thì dành cho những người cao tuổi mà. Thế là cái hàng đấy, cái hàng của em Ibomi phủ bạc tóc bạc này nó lại quá hợp lý. Thế là em nhờ, bọn em nhờ được anh ấy ấy mà tác nghiệp luôn, xin được 2 tiếng, nghĩa là làm bất chấp chị ạ. Ủi vùi quá, bán quá trời luôn, thành công mỹ mãn. Ai cũng cần ý, cô các chú cần hết, nhưng mỗi tuần chưa biết đến sản phẩm nên là mình giới thiệu cái là mình xong mình nhuộm miễn phí cho mấy đầu cho các cô nhìn này, thích ngay, ngửi mùi của các kiểu thơm mát này, mùi thì thơm nhá, xong rồi nhuộm thì lại không bị sót ngứa gì là sướng rồi đấy. Thứ ba là bền màu, mà màu lên như ý muốn. Thế là ăn điểm. Ui, em thỉnh thoảng em mới đi thôi, những cái vụ nào lớn lớn em mới đi. Vâng, ra là cùng, đúng rồi. Em đang đi tìm kiếm những cái chương trình như vậy để em ra là một là nhờ, hai là cắt phí. Lan tỏa cái sản phẩm tốt như này, lan tỏa phí. Mọi người nhớ là nhuộm là chúng ta sẽ nhuộm ở cái vành mai trước này. Vì bao giờ mai của khách người ta 10 người thì 10 người này tạt ở cái mai tóc. Sau đó là đến cái ngôi này, mai tóc hai bên này, xong đến phần ngôi này. Đấy. Sau đó là ngôi với chán. Đây mình cứ chảy ngược về đằng sau. Trải ngược lên. Cái kỹ thuật cũng quan trọng lắm, nó không bị dính vào da đầu nhiều thì nó sẽ không bị bê bết vào da đầu, mà nó đỡ tốn nguyên liệu. Đấy, trải mình ghé cái lược đi bao 40 độ chẳng hạn, nó không phải thẳng trực tiếp vào da đầu, nó đỡ bị tí, nó đỡ tốn xà bông gội đầu, đỡ tốn dầu gội. Đây cái mai này. Cái mai này phải cho đậm nha mọi người. Cái mai này rất là cần phải đậm. Cái mai này mình đừng dốc ngược lên như thế này nhá, đừng dốc ngược lên như thế này, mà phải kéo nó xuống như thế này. Đó, kéo xuống cho nó đầm cái tóc lại. Đó. Đấy thì nó mới đầm tóc, khi nào cái tóc bạc nó mịn vào trong cái thuốc thì mới được. Bây giờ là xong cái chỗ quan trọng rồi, bây giờ bắt đầu mình cứ đi dần, đi từng lớp một, mình đi từng lớp một cả, đi từ lớp này nó đã ổn rồi. Cái đầu lược này mình cho cái đầu lược này mình sọc nhá, sọc tóc nhá, cho nó đều nhá. Đó, đi từng lớp một anh bạn. Tự làm cũng làm được như thế này luôn nhé, soi gương làm được hết. Đó, xong lại nước tiếp theo.
đấy mọi người, tôi trải lần lượt như vậy từng lớp một, không bị sót một sợi nào hết. Cứ trải như thế cho đến hết nhá. Rồi ok, cảm ơn mọi người. Ngáp đấy, mình cho xem kết quả. Đấy, cứ trải lần lượt như thế này cho mình nhá. Lấy cái đầu lược cái này, cái đầu nhọn đây này, sọc vào cái lớp tóc, kéo nó lên và vạch nó ra từng lớp một như thế. Hướng dẫn các đồng đội luôn nhá. Đó. Xong rồi chấm này, trải lên này, trải chéo chéo tay đi cho nó đỡ dính vào da đầu nhiều. Đó. Okay.